chào quý vị và bà con. Lưỡi áp cao lạnh lục địa bao phủ trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Ngày hôm nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa sẽ được tăng cường trở lại khiến gió Đông Bắc mạnh thêm trên các khu vực này. Sáng nay, thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi nằm ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa và rét cho các khu vực này. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Hồi 7 giờ sáng nay, thì vị trí tâm bão Bofa đã ở trên khu vực phía đông đảo Palawan ở Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 cho đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, thì vùng biển phía đông nam Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 cho đến 20 km. Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 210 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 cho đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, thêm ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và bổ sung liên tục. Ngày hôm nay thì trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trời lạnh kèm theo mưa nhỏ rải rác, sương mù xuất hiện vào sáng sớm, tầm nhìn xa là từ 4 cho đến 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết xấu, biển động tại đây còn kéo dài trong vài ba ngày tới. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão Bofa nên khu vực vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Trong khi đó, thì từ khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận trở vào phía Nam lại có chế độ thời tiết tương đối ổn định, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, trời nhiều mây, có mưa, rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Trong thời gian này, thì khai thác nghề lưới kéo đáy, lưới dê trôi sẽ cho sản lượng ổn định. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Bao phủ khu vực biển này là dạng mây màn, nên đêm nay và ngày mai tại đây sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan, những dải mây màn đang hoạt động trên khu vực vùng biển Vịnh Thái Lan chỉ đủ đem lại những cơn mưa nhỏ vài nơi. Ở phía Nam thì mây phát triển dày đặc hơn và mưa nặng hạt hơn. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, khu vực này trời nhiều mây, những khối mây dày gây mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tình trạng biển động tại đây còn kéo dài trong 2 ngày nữa, vùng biển lạnh này nên không thích hợp cho việc đánh bắt và khai thác. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, từ chiều tối và đêm nay, do chịu ảnh hưởng của cơn bão Bofa nên trời rất nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Tại đây thì mây cũng phát triển hơn và cũng sẽ gây ra mưa diện vài nơi, sau tăng dần lên mức rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng ở phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!